Ủa Đừng thì chưa được đâu. Cuối cùng là vẫn một đọc con con kia thì này, đít cuối cùng kia nó vào vào cái con nữa vào à. Dạ đấy. Nó sợ gì lưới nhỉ? Quá nhiều. Mày buộc ngắn ngắn đấy thôi, ngắn ngắn cái dây bổ rồi. Cao quá nó bay cao. Không còn cái loại gì hơn nữa. Anh buộc thì chắc chắn lên đéo anh úp. Cho con mồi ấy vào. Ăn nhá. Ôi tuột dây. Ôi, tắt 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 đi, tắt được gì vậy? Nó vào giờ. Tắt 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 loa, tắt loa. Tắt loa. Đéo ổn
ví. Ui, tắt tắt đi. Tắt đi có ví. Đéo tắt được. Kia không kéo ông kèn à? Đéo kéo ông kèn. Ui giời, tôi ra kéo ông kèn buộc này này. Úp. Từ từ từ. Ui nhiều này. Kéo ví bắt được vào hết rồi chứ này. Kéo ví nó vào ngay. Úp. Trượt rồi. Ôi. Ui này dưới đồng. Ui, phải để loa gần đấy thì nó mới dối được. Được. Được một con đây. Còn chim không? Thế gan thế nhỉ? Vào giờ đi thẳng vào trong lưới rồi mà. Đây này, đây này. Tắt đi, tắt đi. Chạy rất nhanh. Rất ham quản đến quản một càng dễ. Cá nó đứng ngoài đấy. Chết. Anh mắt kém rồi. Giữa lưới đâu. Con sào giữa lưới đâu. Đấy, rất hay nha. Nướng rồi. Nướng rồi, rượu rồi. Chết miều.
chết của đất. Dạo chết nhiều.